Sau sự kiện ngày 24 tháng 6, Prigozhin đã lên tiếng về sự việc. Ông tuyên bố, do những âm mưu, những quyết định thiếu sáng suốt, Wagner sẽ phải chấm dứt tồn tại vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Wagner không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng vì điều này sẽ dẫn đến việc mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Những người chiến đấu sẵn sàng vào Bộ Quốc phòng thì đã ký hợp đồng. Nhưng đó là thiểu số, ước tính chiếm khoảng 1-2%. Wagner muốn trở thành một phần của bất kỳ cấu trúc nào khác để có ích cho Tổ quốc nhưng đã không được lắng nghe. Chúng tôi không tỏ ra hung hăng nhưng chúng tôi đã bị tấn công bằng tên lửa. Khoảng 30 chiến binh Wagner đã thiệt mạng. Đây là động lực khiến chúng tôi hành động. Trong toàn bộ cuộc hành quân kéo dài 24 giờ, Wagner đã đi được 780 km, không một binh sĩ nào của chúng tôi thiệt mạng. Chúng tôi rất tiếc đã buộc phải tấn công các lực lượng không quân. Nhưng những chiếc trực thăng đó đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào chúng tôi. Trong cuộc hành quân, tất cả các căn cứ quân sự dọc đường đều bị phong tỏa và vô hiệu hóa. Không có chiến binh nào bị ép tham gia chiến dịch này và mọi người đều biết mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu là ngăn chặn sự phá hủy của Wagner và đưa ra trước công lý những người đã phạm vô số sai lầm với những hành động thiếu chuyên nghiệp của họ. Điều này được công chúng yêu cầu, tất cả các quân nhân nhìn thấy chúng tôi trong cuộc tuần hành đều ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi dừng lại vào lúc phân đội tấn công đầu tiên, cách đó 200 km, tiến hành trinh sát khu vực và thấy rằng rõ ràng là sẽ đổ rất nhiều máu. Quyết định quay đầu của chúng tôi dựa trên hai yếu tố, chúng tôi không muốn làm người Nga đổ máu. Yếu tố thứ hai là chúng tôi biểu tình chứ không phải lật đổ chính quyền. Khi đó, Lukashenko đã chìa tay ra và đề nghị tìm giải pháp cho vấn đề của Wagner. Cuộc tuần hành đòi công lý của chúng tôi cho thấy những vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất trên khắp đất nước. Chúng tôi đã cho mọi người thấy, đáng lẽ ra ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt phải diễn ra như thế nào.